Thưa các bạn, với tấm hình này, chúng tôi sử dụng máy D70 của Nikon và ống len 50 1.8. Chúng tôi chụp với chỉ số 15, 45 và 400. Và kính thưa các bạn, với bức ảnh này chúng ta phải chụp bằng kỹ thuật, bằng cách là chúng tôi gắn một cái màn lớn, một cái màn lớn phía trái của chúng tôi và một cái hát sáng phía phải của chúng tôi, góc xéo khoảng 45 độ của tấm màn lớn, và chúng tôi dùng đèn 500W. Chúng tôi đánh thẳng vào thì như các bạn thấy rằng là trên bức ảnh, từ cái mắt kiếng cho đến cây đàn cũng như là mặt kiếng bàn và luôn cả những cuốn sách nhạc là những vật mà dễ reflect nhất, có nghĩa là nó phản chiếu trở lại. Vì thế khi chúng ta chụp những tấm hình tương tự như thế này thì chúng ta phải chụp bằng kỹ thuật, vì khi đó nó cho chúng ta một ánh sáng dịu và chia đều ánh sáng trên diện tích của tấm hình. Chúng ta tránh đi cái reflect của ánh sáng ngược trở lại. Khi đó thì như các bạn thấy rằng là nó như một loại ánh sáng thiên nhiên, và nó tốt hơn ánh sáng thiên nhiên nữa. Nó không có reflect, nó nhẹ nhàng thưa các bạn. Nhưng điều muốn chụp những tác phẩm này, chúng ta phải chụp với một tốc độ thật là chậm. Như chúng tôi đã ghi 15, 45 và 400. Và trên đây cũng vậy, thưa các bạn, đây là những tác phẩm mà chúng tôi dùng máy 30D của Canon. Các bạn nhớ là 30D của Canon. Và chúng tôi sử dụng len 17-35 với chỉ số 5, 28 và 100. Và chúng tôi vẫn chụp với kỹ thuật vừa rồi, có nghĩa là chúng tôi dùng kỹ thuật che chắn ánh sáng bằng phông giải trắng để chúng tôi chụp những tác phẩm như thế này thưa các bạn. Vì chỉ có dùng ánh sáng như vậy thì chúng ta mới có thể lột tả hết được những gì mà chúng ta muốn chụp, và nó có ý nghĩa xác thực trong tác phẩm này thưa các bạn. Và một điều nữa, chúng tôi chứng minh cho các học viên của chúng tôi thấy được rằng không phải máy ảnh đắt tiền mới cho chúng ta tác phẩm. Chúng tôi dùng những cái loại máy rất là rẻ tiền, pixel rất nhỏ mà để mà chúng tôi chụp những tác phẩm như thế này thưa các bạn. Đây là cái sự chia sẻ của cá nhân tôi, mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào cảm thấy điều đó không vừa ý thì tôi cũng xin lỗi các bạn. Đây là ý kiến chủ quan của chúng tôi. Với tác phẩm này, chúng tôi sử dụng One DS Mark One, dùng ống kính 50 1.8. Chúng tôi set 40 1.8 và 800 ISO. Như các bạn vừa tham khảo hai tấm hình trước, chúng tôi thường xuyên thay đổi những chỉ số của từng tấm hình theo từng máy, và chúng tôi chụp cùng một cách setup, cái cách để mà tạo ra nguồn ánh sáng tự nhiên,
trong studio thưa các bạn. Thì chúng tôi cũng xin nói với các bạn rằng khi các bạn sử dụng đàn để các bạn sáng tác, cái điều cốt lõi là làm thế nào cái ánh sáng nó phải thật sự tự nhiên, nó giống như là ánh sáng thiên nhiên. Nếu chúng tôi không nói cho các bạn biết rằng chúng tôi sử dụng đàn và set up thì các bạn sẽ không thể nghĩ được rằng đây là chúng tôi chụp qua ánh sáng đèn 500W trong studio bằng cách che chắn như thế nào, thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ không hiểu được là chúng tôi đã sử dụng đèn nó như thế nào. Đó là cái kỹ thuật mà chúng ta trao đổi với nhau. Nhưng một điều để chúng tôi chứng minh cho các bạn thấy rằng, dù bất cứ loại máy ảnh nào, khi chúng ta biết cách để mà dàn dựng chụp thì nó vẫn cho chúng ta ra được tác phẩm, chứ không đòi hỏi là nếu mà máy ảnh tốt thì ảnh nó tốt, đẹp, nó mịn màng hơn thôi. Nhưng điều cái quan trọng là cái thần thái, cái nội dung của cái subject và cái ý dàn dựng, cái kỹ thuật của chúng ta có đạt tới cảnh giới để mà tạo thành một tác phẩm hay không, đó là một vấn đề, chứ không phải là vấn đề là máy mắc hay máy rẻ, thưa các bạn. Lại là ông Tư tóc dài, thưa các bạn. Các bạn nhớ ông Tư tóc dài ở Bình Đại Bến Tre không? Và chúng tôi chụp tấm hình này bằng máy One DS Mark One và sử dụng ống len là 70-200. Chúng tôi set 64 và ISO 100 để chụp tấm hình này. Thì qua cái máy One DS, cái dòng máy One DS, thì các bạn thấy rằng nó có khác với lại cái 10D hoặc là cái 40D. Chúng tôi sử dụng cái ống len này là 70-200, nó có khác với lại cái 35-350-200. Là vì 35-350-200 nó sắc nét lắm, thưa các bạn. Trong khi chúng tôi sử dụng cái 70-200 mà mở khẩu 4 thì nó đã muốn nhòe cái nét rồi, thưa các bạn. Và trong những đợt sáng tác với tất cả anh em nhiếp ảnh của chúng tôi, khi đến gặp ông Tư tóc dài thì có rất nhiều câu chuyện vui và đáng nhớ. Hy vọng rằng ngày tôi trở về Việt Nam, ông Tư vẫn còn sống để chúng tôi được ghi hình ông một lần nữa. Và clip phim này cũng thành thật cảm ơn ông Tư tóc dài rất nhiều. Và anh em chúng tôi đến Hàm Tân tìm những người dân tộc thiểu số. Ở nơi đây họ còn giữ lại cái văn hóa là cùng nhau giã gạo. Có những cái cối bằng đá cao rồi bỏ gạo vào, dùng cây chài ra hai người, bốn người cùng chọt để giã ra gạo trắng. Thì chúng tôi đến đó 2-3 giờ chiều tìm mãi mà không có ai. Khi chúng tôi quyết định dòng xe ra thì chợt tôi nhìn qua
cửa sổ của một mái nhà, thì tôi thấy có một bà già ngồi trong cửa sổ nhìn ra, thì chúng tôi dừng lại. Và bà này rất là khó tánh, chắc có lẽ là bà hiểu tiếng Kinh tương đối ít, hay là vì một cái bệnh trầm cảm nào đó mà bà rất là khó tánh. Nhưng rồi bà ngồi nói chuyện với bà một thuyết phục một thời gian, thì bà cũng đồng ý, cũng cho chúng tôi chụp. Thì tác phẩm Đợi Chờ này chúng tôi chụp bà ngồi bên cái cửa sổ, thưa các bạn. Thì tác phẩm này chúng tôi chụp bằng máy 1DS Mark 1, và chúng tôi sử dụng cái ống len là 35-350, chụp với chỉ số là 40, 5 và 100, tốc độ tương đối chậm đó thưa các bạn. Xin chào Nhiếp ảnh gia Minh Nhật ở Đồng Tháp, và anh Minh Nhật cũng đã có lần gặp bà cụ này trong chuyến trở về Bình Dương, có phải không Minh Nhật? Và chúng tôi chụp với máy ảnh 1DS Mark III, ống kính là 24-70. Mắt qua mắt thu, và chúng tôi chụp là 107.1 và 320 ISO. Khi gặp bà là vui lắm, nhưng điều bà cũng làm cho mình lính quýnh để chụp bà lắm, vì bà không có ngồi yên một chỗ để cho chúng ta ghi hình đâu thưa các bạn. Bà lôi choi dữ lắm, và trên mặt bà lúc nào cũng rất là tươi cười. Mong mấy có nhìn cái mặt bà là đã thấy cười rồi, mà muốn bà có một khuôn mặt như thế này không phải dễ đâu thưa các bạn. Là chúng tôi phải nói là tâm lý lắm, hỏi rồi đặt ra những câu hỏi khó để cho bà suy nghĩ đâm chiêu, để cho bà trả lời mình, thì bà mới có được khuôn mặt này. Chứ nếu mà mình không làm động tác đó thì bà không đó có khuôn mặt mà hất lên suy nghĩ mà đâm chiêu như thế này đâu các bạn. Vì nhìn các bạn nhìn bà là mẫu người rất là vui, cho nên là khó mà đâm chiêu suy nghĩ lắm thưa các bạn. Mà ý của chúng tôi muốn ghi là bà có một cái nét mặt như thế này để cho chúng tôi ghi hình. Đó là một cái câu chuyện vui thưa các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đành chia tay với nhau để nghỉ ngày thứ bảy thưa các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn cho một cái subscribe.